Lưu Dực Phi hiếm hoi đọ sắc cùng Thang Duy, hai đại mỹ nhân si biết ai lép vế hơn. Loạt khoảnh khắc chung khung hình năm xưa của Lưu Dực Phi và Thang Duy bất ngờ bị đào lại, nhan sắc của cả hai cũng được đặt lên bàn cân so sánh. Thang Duy và Lưu Dực Phi đều là những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Nhan sắc xinh đẹp của cả hai luôn là chủ đề nóng mỗi khi xuất hiện. Nhiều người thắc mắc không biết nếu họ đứng chung một khung hình thì sẽ đẹp như thế nào. Mới đây, một blogger Trung Quốc đã đào lại đoạn video quảng cáo dầu gội đầu cách đây rất lâu của Lưu Dực Phi và Thang Duy. Trong đoạn quảng cáo, cả hai khoe trọn nhan sắc xinh đẹp mỹ miều của mình. Cả Lưu Dực Phi và Thang Duy đều có mái tóc dài, đen nhánh, óng ả khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Nếu Lưu Dực Phi có nhan sắc trong sáng hệt như nàng tiên không nhiễm bụi trần, thì Thang Duy cũng chẳng kém cạnh khi sở hữu khí chất điềm đạm, khuôn mặt với tỷ lệ vàng hút mắt người xem. Cả hai người đẹp hàng đầu giới showbiz đứng cạnh nhau khiến netizen chỉ biết trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt, dáng vóc của cả hai cũng không phải dạng vừa. Dù ăn mặc hết sức đơn giản, nhưng đôi chân dài vòng eo thon của Lưu Dực Phi và Thang Duy đã làm cho bộ quần áo tưởng chừng đơn giản trở nên vô cùng cuốn hút. Nói về sự nghiệp của hai mỹ nhân này, Lưu Dực Phi nổi tiếng từ năm 16 tuổi với các tác phẩm truyền hình kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ như Thiên Long Bát Bộ, Kim Phấn Thế Gia, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp, Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ là những tạo hình ấn tượng nhất của Lưu Dực Phi với vẻ đẹp thoát tục, khí chất cao sang, tinh khôi khiến nhiều người mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đây cô được mệnh danh là Thần Tiên Tỷ Tỷ. Nhiều năm qua, các nghệ sĩ trẻ nổi lên và được kỳ vọng sẽ kế thừa danh hiệu này như Dương Siêu Việt, Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, theo đánh giá từ khán giả, vẻ đẹp thoát tục của Tiểu Long Nữ năm 19 tuổi vẫn là một hình tượng khó có mỹ nhân nào vượt qua được. Cùng thời với Lưu Dực Phi là các tiểu hoa thuộc thế hệ 1985 như Dương Mịch, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng theo giới truyền thông Trung Quốc, mỹ nhân họ Lưu vẫn được đánh giá cao hơn một bậc. Gần 20 năm gia nhập làng giải trí, phim truyền hình của Lưu Dực Phi chỉ đếm trên đầu ngón tay, song đó đều là những tác phẩm thành công và gây tiếng vang. Mặt khác, cô có nhiều cơ hội góp mặt vào những phim điện ảnh trong nước và quốc tế. Tháng 11 năm 2017, Lưu Dực Phi được Disney lựa chọn thủ vai Hoa Mộc Lan trong live action chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1998. Tác phẩm điện ảnh này khi công chiếu hồi năm ngoái, dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất của Lưu Dực Phi, nhưng đây vẫn là một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp. Từ đây cô được gọi là công chúa Disney. Bước sang năm 2021, Lưu Dực Phi xuất hiện dày đặc hơn, đặc biệt là ở mảng thời trang, cô được nhiều nhãn hàng săn đón. Hồi tháng 1, Lưu Dực Phi trở thành gương mặt đại diện của nhãn hàng cao cấp Louis Vuitton thay cho Phạm Băng Băng. Theo Sina, 6 tháng đầu năm nay, Lưu Dực Phi xuất hiện trên 4 tạp chí danh giá nhất Trung Quốc là Vogue, Elle, Marie Claire và Harper's Bazaar. Trong lứa tiểu hoa đáng cùng thời, cô là minh tinh duy nhất hai lần vinh dự trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue China. Sắp tới, bộ phim Mộng Hoa Lục của Lưu Dực Phi và Trần Hiểu sẽ lên sóng. Với phản hồi tích cực ban đầu về Mộng Hoa Lục, người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là lần trở lại thành công của Lưu Dực Phi sau nhiều năm vắng bóng ở mảng truyền hình, một lần nữa khẳng định vị thế thần tiên tỷ tỷ trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong khi đó, Thang Duy từ một diễn viên không tên tuổi bỗng vụt sáng trở thành sao hạng A qua vai diễn trong Sắc Giới. Những tưởng sau Sắc Giới, đường công danh sự nghiệp của Thang Duy được rộng mở, thế nhưng chính vai diễn này lại khiến sự nghiệp cô lao đao suốt thời gian dài. Vào năm 2008, khi đang ở đỉnh cao của sự tán thưởng, sự nghiệp của Thang Duy bắt đầu đi vào những ngày tháng đen tối khi cô phải chịu án phạt nặng nề của Ủy ban Nhà nước về điện ảnh phát thanh và truyền hình Trung Quốc về việc cấm vận hình ảnh. Đồng nghĩa là hình ảnh của cô sẽ bị gỡ bỏ ngay trên chính quê hương mình, bao gồm các quảng cáo, bìa báo hay các chủ đề trên mạng. Không còn đất diện ở Trung Quốc đại lục, cô tìm đến những thị trường mới như Đài Loan, Hồng Kông hay Hàn Quốc và cũng gặt hái được nhiều tiếng tăm. Nhưng người ta chỉ nhớ tới Thang Duy với vai diễn Vương Gia Chi táo bạo và thích cưỡi năm nào.